lại chị à. Vừa nãy tí nữa là tim tôi rớt ra ngoài đấy chị ạ. Tôi đang gọi xe thì đúng lúc đó anh đi qua. Mà kể ra tôi và anh cũng có duyên đấy chứ. Duyên? Tôi duyên với rất nhiều người, không riêng gì mình chị. Có nghĩa là với bất kỳ cô gái nào anh cũng sẵn sàng giúp đỡ và cho họ quá giang à? Không. Vậy thì hôm nay cho tôi biết tên đi. Tôi là Phúc. Còn tôi là Cao Minh Châu, đại tiểu thư nhà họ Cao. Đừng lo, tôi không có ý tiếp cận gì chị đâu. Đơn giản vì chị là chị của mình. Bọn tôi là hàng xóm của nhau. Tôi là anh của Minh và thằng Chí. Thì ra là như vậy. Anh của Chí thì chắc chắn là đúng rồi. Nhưng chắc là không phải là một ông anh thông thường của Minh. Chị muốn về chưa? Hôm nay thực sự là tôi không muốn về. Đi uống với tôi một ly. Anh đến đây à? Sao cô? Anh không thắc mắc là tôi có chuyện gì hay là tâm trạng ra sao à? Tôi biết những chuyện đấy để làm gì. Đúng, chỉ có người quan tâm thì mới muốn biết mọi chuyện thôi. Đó cũng chính là lý do vì sao mà đôi khi tôi lại muốn đến một nơi xa lạ, gặp một người xa lạ. Anh đi. Không uống rượu à? Tí tôi phải đi xe về. Em ra trước đi. Giữ khoảng cách triệt để với phụ nữ à? Không, vai tôi đang bị đau. Chị sát vào tôi để làm gì? Anh không có được tình yêu của Minh à? Nó không như chị nghĩ đâu. Tôi không chở được người say. Còn nếu chị muốn uống nữa, gọi ai đến đón hoặc là tôi gọi taxi cho. Tôi thì lại chưa bao giờ thử cảm giác say mà ngồi xe máy cả. Tôi muốn thử. Tôi thì không. Trái đất tròn quá. Cho tôi 12 người một ly. Bạn anh à. Không. Tình địch của tôi. Wow. Tôi là Hoàng, giám đốc công ty Hoàng Đế. Vâng. Đến nay trên thị trường dược phẩm, Hoàng Đế là một cái tên phổ biến rồi. Chào anh. Cảm ơn cô. Nếu có dịp lui tới Cao Dược, rất mong cô Châu sẽ chiếu cố. Vào bar uống nước lọc à? Tôi thế thôi, có sao không? Vậy tôi mời riêng cô một ly. Ngày hôm nay thật là đặc biệt đấy. Hai anh biết tôi qua cô em gái của tôi.